Và như vậy thì các bạn đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn từ lúc đăng ký tài khoản không được, tài khoản bị khóa, rồi tài khoản thiếu giấy tờ. Và đến bây giờ các bạn đã hoàn thành được việc đăng ký tài khoản và tôi có vài lời nói đầu trước khi chúng ta tiến hành bắt đầu làm kinh doanh. Và như vậy thì là kinh doanh drop, các bạn sẽ hiểu đây là một hình thức kinh doanh hết sức đơn giản, dựa vào việc là chúng ta sẽ lấy hàng ở bên AliExpress. Các bạn lấy hàng ở trang dhgate.com. Các bạn có thể lấy hàng ở rất nhiều trang khác nhau, cho phép là chúng ta có thể truy cập để xử lý, để đăng ký vào trong trang đó. Và như vậy thì sau khi các bạn tìm hiểu thông tin và nhìn được những cái sản phẩm ở bên Ali mà có thể bán được trên Amazon thì có đôi lời sau chúng ta cần phải chú ý. Khi chúng ta kinh doanh trên Amazon thì trong 3 tháng đầu tiên thì chúng ta không cần phải bán được hàng. Đó là điều các bạn cần phải chú ý. Tại vì trong 3 tháng đầu tiên, việc của các bạn cần làm đó chính là chúng ta cần phải để cho tài khoản này sống. Tại vì các bạn đăng bán sản phẩm, các bạn sẽ cạnh tranh với rất nhiều người khác nhau và họ thường hay có một thủ thuật là họ tiến hành làm test buy, mua thử, sau đó đánh giá chúng ta xấu. Vì tài khoản của các bạn chưa bán được nhiều hàng cho nên là sau xấu là cả tài khoản của chúng ta sẽ bị khóa. Và như vậy thì dẫn đến một vấn đề. Trong quá trình làm kinh doanh ban đầu, chúng ta không cần thiết phải tiến hành cạnh tranh và làm gì cả. Các bạn hãy để qua 3 tháng, sau đó chúng ta tiến hành làm. Thì lúc này chúng ta sẽ có tài khoản rất là khỏe để có thể đăng hàng và bán được. Và đấy chính là lời nói đầu để các bạn biết được. Và như vậy thì việc của các bạn đó chính là tìm những sản phẩm phù hợp đăng lên trên hệ thống để chúng ta sẽ có ít nhất là 1.000 sản phẩm ở trong tài khoản trước khi tài khoản của chúng ta được 3 tháng. Thì sau này tài khoản các bạn sẽ nổ đơn rất là đều mà chúng ta không cần phải tiến hành làm nhiều. Và như vậy hãy để cho tài khoản của chúng ta sống sót trước khi chúng ta có thể kiếm được tiền. Các bạn cạnh tranh bây giờ là chúng ta sẽ bị hủy diệt. Tại vì rất nhiều người họ có nhiều sao, họ có nhiều thông tin, tài khoản của họ khỏe. Chúng ta không thể làm gì họ được. Và nếu bây giờ các bạn mà tiến hành cạnh tranh với họ thì không khác gì chúng ta lấy trứng chọi đá. Và việc này sẽ vừa mất tài khoản mà không làm được gì cả.